kia khung cửa sổ mở toang. Em là ai, em là ai, em là ai thế? Ô kia khung cửa sổ mở toang. Em là ai, 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 ai? Muốn em là của riêng mình. Một lần được gục ngã trong vòng tay duyên tình. Mọi người ơi, cái này là cái lọ nước hoa chị Chiang tặng mình vào sinh nhật của mình. Nó thơm dã man luôn ý, mà nó còn xinh nữa, đẹp nhỉ, đẹp dã man. Nhưng mà mình không hay dùng nước hoa lắm ý, nên là thực ra mình dùng nước hoa xịt để xịt giường nhiều hơn. Đúng rồi, không biết tại sao nữa, tại cái mùi này nó đem lại cho mình một cảm giác nhẹ nhàng và kiểu thư giãn ý, nên là mình rất là thích ngửi nó. Hello mọi người, mình vừa mới đi siêu thị về mọi người ạ. Trời ơi, mọi người biết là mình đã phải đi siêu thị về xong mình phải giả vờ đi ra ngoài xong để quay lại vừa nãy không? Ok, bây giờ thì mình đang có một cái túi đi siêu thị ở đây. Tên 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 có dòng chữ Happy Things Are Always Here à, rất là ý nghĩa đúng không? Thế thì chung là túi này hơi nặng nhỉ, mình không ngờ là mình không mua nhiều như thế. Nhưng mình mua mấy cái thứ mà mình đang cần, nên là mình cho mọi người xem nhá. Ok, vậy thì đồ đầu tiên của chúng ta có đây là hot chocolate, là cái gì nhỉ? Sô-cô-la nóng. Dạ, mình thích pha đồ uống, chắc tại vì ở nhà nhiều, không đi đâu mấy nên là thích kiểu nấu ăn với pha đồ uống ấy. Thì ngoài ra mình còn có trà nữa. Dạo này thích làm một cái đồ uống mà. Đây, mình có trà thì thực ra mình đã ấp ủ làm trà sữa tại nhà. Thế nên là mình đã mua trà và mua cả sữa đặc. Đây, sữa đặc đây, mình mua cái nhỏ nhỏ này. Tại mình nghĩ là mình không uống nhiều ấy, nên là mình mua nhỏ nhỏ này mình phải dùng. Đây thì nói như thế này mọi người ạ. Đây, nó là energy bar. Nó kiểu để ăn vặt ý. Cái hồi ở Việt Nam ấy mình rất là cuồng mì cay luôn ý. Mình có thể ăn mì cay hàng ngày. Nhưng mà từ lúc sang Hàn mình lại không ăn nữa. Mình không biết tại sao luôn. Chắc tại vì lúc mình sang Hàn ấy thì mình ở ký túc ấy, nên là không nấu những thứ nó kiểu bất tiện ấy. Và bây giờ tự nhiên hôm nay mình đi siêu thị xong mình nhìn thấy gói mì cay, mình kiểu là bây giờ mình thực sự là chẳng muốn làm gì cả. Vì đang cuối tuần ý, hôm nay là một ngày chủ nhật tươi đẹp. Nhưng mà đấy, bây giờ phải đi làm bài tập về nhà đấy mọi người. Mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để tầm 2 tiếng là xong. Sau đó thì mình sẽ có một buổi tối chủ nhật thư giãn. Không bài tập, đấy, cố hết sức. May mà tối qua mình đã kiểu làm rồi đấy. Nếu không á, để đến tối nay thì đúng là thư giãn bằng niềm tin và hy vọng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi làm trà sữa nha. Để có thêm năng lượng để mình có thể học bài chứ. Ok, đi thôi. À mọi người ơi, quên mất phải unbox cái này đã. Tên tên tên. Đây, đặt trước nó đây. Đây là một cái hộp, bên trong có một thứ rất đặc biệt. Và hôm qua mình đã mua, và hôm nay mình đã để dành để hôm nay mình unbox. Em mọi người đoán em ngoài có gì. Đấy, này, cốc mới mua xong. Tại vì mọi người biết mình dùng cái cốc Starbucks hồi xưa của mình là được cũng gần 2 năm ý. Đó là mình nấu ăn này, xong mình quên mất mình để cái cốc đấy ở gần cái nồi quá ấy. Thế là nó bị chảy cái nhựa ra. Đấy, nên mình phải mua cốc mới. Mình sẽ rửa đi và dùng cái cốc này luôn. Rất là xinh ý. Mình thích đồ trong suốt mà, nên là rất là ưng ý mình.
mọi người, mình vừa mới tắm rửa gội đầu xong. Bây giờ đã là 3 tiếng sau rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị skin care và sấy tóc các thứ. Bây giờ thì mình sẽ chải tóc nhẹ nhàng. Mình dùng cái lược thừa này để chải tóc lúc ướt ý. Tại vì tóc lúc ướt rất là dễ rụng, nên là mình sẽ dùng cái lược thừa này. Mình biết là có nhiều bạn sợ tóc hỏng nên là hạn chế việc sấy tóc ý. Thì thực ra là hồi xưa mình cũng muốn thế, nhưng mà mỗi lần mình để tóc khô tự nhiên mình hay bị nhức đầu lắm ý. Không biết tại sao, tại vì kiểu lúc mà đầu ướt mình hay bị nhức đầu ấy. Thế nên là bình thường mình sẽ sấy tóc nha mọi người. Nhưng mà trước khi sấy thì mình sẽ bôi dầu dừa vào tóc để kiểu lúc mình sấy thì cái nhiệt vào nó không làm hại trực tiếp lên tóc ấy. Mọi người thấy dầu đông lại không? Tại vì thời tiết bây giờ lạnh hơn rồi đấy. Chỉ lấy tầm tầm này thôi nhá. Cái này hơi nhiều ấy. Tại vì có lần mình bôi nhiều quá bị dầu quá ấy. Thì mình cứ xoa lên tay như này. Đấy, xong mình bôi lên tóc như này. Mình cảm thấy là tóc mình nhìn nó bóng hơn ý. Nhưng mà có một vấn đề là nó sẽ nhanh bết hơn, tại vì nó có dầu mà. Ok, mình đã rửa tay xong rồi, bây giờ thì mình sẽ skin care. Mình luôn luôn skin care trước khi mình sấy tóc. Vì là khi sấy tóc ý, thì cái gió của máy sấy tóc nó vào mặt mình, nó khiến da mình rất là khô. Nên mình nghĩ là mình sẽ đắp mặt nạ đất sét nha mọi người. Mình rất thích đắp mặt nạ đất sét mọi người. Vì mình nghĩ là cái trải nghiệm của mình với cả mặt nạ đất sét nó rất là tốt ý. Đó, wow, vậy đã bôi đều rồi. Mọi người đắp mặt nạ đất sét này mọi người đừng đắp lâu quá nhá. Đắp tầm 10-15 phút thôi, đừng để da nó khô quá. Ui mát quá. Hello, vậy là đã đắp mặt nạ xong rồi. Và thường là khi đắp mặt nạ xong thì mọi người nên dưỡng ẩm ngay lập tức. Bởi vì là đắp mặt nạ đất sét xong thì da rất là khô, đấy là chuyện hiển nhiên ý. Thế nên là bây giờ mình sẽ skincare luôn nha. Dạo này thì những cái bước skincare buổi tối của mình chỉ có hai bước thôi, là một em ampoule và một em kem dưỡng. Đây là cái sản phẩm ampoule mình đang sử dụng của Hàn Quốc, của hãng Skin 1004 nhá. Đây là một cái sản phẩm mà dạo gần đây mình cực kỳ thích luôn mọi người ạ. Thực ra là cái ampoule ở Hàn Quốc thì nó không quá xa lạ nữa, rất là nổi luôn ấy. Có rất là nhiều người Hàn Quốc dùng ampoule, tại vì người Hàn Quốc thì người ta kiểu skincare rất là kinh khủng, kiểu 10 steps Korean skincare các thứ, nhưng mà mình chỉ 2 step thôi là quá đủ rồi ấy. Thì ban đầu mình biết đến cái em này bởi vì là bạn mình giới thiệu cho mình. Bạn Hà Thu, thank you so much. Người bạn mười mấy năm rồi mình à? Từ thời cởi chuồng tắm mưa. Sau khi được bạn Hà Thu thân thương giới thiệu cho hãng Skin 1004 thì mình đã lên Reviewty để tìm những cái thành phần cũng như là những cái review của hai em này. Ngày hôm nay trong video này mình cũng có kết hợp với cả app Reviewty để chia sẻ với mọi người một cái app rất là hay và cực kỳ là hữu ích, đặc biệt là những bạn mà yêu thích làm đẹp và quan tâm đến cái chủ đề làm đẹp skincare các thứ này. Bây giờ mình sẽ mở app ra nhá. Thực ra mình nghĩ là Reviewty thì không còn quá xa lạ ở đâu, tại vì lần trước cái lần mà có một lần từ lâu lâu rồi ấy, mình có up một cái ad ở trên Instagram là hỏi mọi người là bây giờ mình muốn đọc bản thành phần thì mình nên làm như thế nào. Và mình thấy là có rất là nhiều bạn followers của mình biết và thích app này luôn á. Nên ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho những bạn nào mà chưa biết nhá. App Reviewty là một app về mỹ phẩm và làm đẹp mà các bạn có thể lên tra thông tin sản phẩm này, đọc review này và đặc biệt là check bản thành phần. App Reviewty cũng là app duy nhất có những cái thành phần chi tiết được giải thích bằng tiếng Việt. Ok, bây giờ mình sẽ vào app nha. Đầu tiên mọi người sẽ ấn vào biểu tượng app như thế này một tím. Đấy thì ở đây là trang chủ này. Ok, vậy thì bây giờ ví dụ nhá. Bây giờ ví dụ thì mình sẽ tìm kiếm này, mình sẽ tìm kiếm em này nhá. Là Skin 1004 này. Madagascar. Đó, mình chỉ cần ấn Skin 1004 là nó đã ra rồi này. Kem dưỡng à đâu, mình đang tra em phừ bên dưới trước. Ok, ấn vào em phừ này. Tinh chất Skin 1004 Madagascar Centella Ampoule. Ok, thì đầu tiên khi mình bước vào là mình thấy một màu xanh xanh là mình đã thấy kiểu rất yên tâm rồi nhá. Vì mọi người biết là cái màu sắc này là gì không? Mọi người sẽ ấn vào phần xem thêm này nhá. Thì cái màu sắc này, bảng này nó được gọi là bảng đánh giá an toàn EWG. Với cái màu xanh là rủi ro thấp này, màu vàng là rủi ro trung bình này, màu đỏ là rủi ro cao, và cuối cùng là những cái xếp hạng chưa được xác định. Và khi mà mình check về cái em này thì mọi người thấy đây, nó chỉ có một màu xanh như thế này thôi. Bởi vì có một duy nhất một thành phần là em này có chứa 100% chiết xuất rau má Centella Asiatica. Và khi mình ấn vào cái chỗ chữ này thì cũng có ra là công dụng khuyến cáo này, chống lão hóa, chống oxy hóa, làm dịu này, và khuyên dùng là tốt cho da nhạy cảm này. Đấy, xong rồi ta còn giải thích là chi tiết thành phần này như thế nào này, chiết xuất rau má này, các thứ này. Cái đợt mà thay đổi thời tiết như này mà từ chuyển mùa thì mình sẽ thấy là da mình nó hơi có vấn đề. Nhưng mọi người thấy đây là có lên mụn này, rồi có mấy cái mụn đây. Thì mình không biết là tại vì là học stress quá hay là tại vì đến kỳ hay là như nào đấy. Chung là thế, mình thấy là dạo này da mình khá nhạy cảm ý, và mình dùng cái này rất là yên tâm. Thế là mình đã thấy yên tâm rồi nhá. Xong mình mới đi xuống xem, đọc review thì thấy mọi người review rất là tốt. Thấy bôi xong rất là mịn màng các thứ. Bạn mình có hỏi mình là nếu mà chỉ dùng mỗi em phừ thôi nó sẽ bị bay hơi rất là nhanh ý, nên là phải khóa ẩm. Và bây giờ mình sẽ khóa ẩm bằng em này nhá. Không biết là mình hay dùng tầm từng này, mình cũng thấy là nhiều hay là ít. Bạn nào có thể comment cho mình biết đây là nhiều hay ít hay là để vừa không? Mình hay dùng như thế này.
mình thích bôi một lớp hơi dày một chút trước khi đi ngủ ấy. Mình cảm giác là mình bôi hơi nhiều so với người khác. Mà bôi này thích lắm, nhẹ mặt lắm. Nè, mình bôi triệt để. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem thành phần của em này, xem PPT nha, xem là trong này có cái gì. Ủa sao cha này thấy vui cực ý, kiểu cảm giác như mình biết được mình bôi gì trên mặt ý. Thấy vui lắm. Lại một màu xanh xanh rồi mọi người ơi, vui rồi đấy. Lại một màu xanh xanh, xong mình sẽ ấn vào phần xem thêm. Thì một loạt những cái thành phần toàn là màu xanh lá cây hết, toàn là những cái thành phần rủi ro thấp. Là như mình biết cái ceramide này mình từng xem YouTube thì là cái này là làm dịu da này. Ủa rồi này còn có lại centella asiatica này, là rau má này, chiết xuất rau má này. Chung là những cái thành phần rất là lành tính, da mình có nhạy cảm mình cũng không quá là lo ấy. Mình rất là không thích cái những cái sản phẩm skincare mà nó bị dính lớp nếp trên da ấy. Nên là bôi cái này rất là thích, thoải mái, mùi cũng không có mùi kiểu hương liệu ấy. Đúng là phải công nhận là nhờ app Beauty mình đã mua được cái sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo. À còn một cái nữa là cái rất khá là hay nhá, cái phần bảng tin ở trong cái app này này. Kiểu mọi người lên đây đăng bài rồi bình luận về mỹ phẩm các thứ rôm rả vui cực luôn ấy. Có thể xem rất là nhiều bạn đăng luôn. Và app cũng có hay tổ chức những cái chương trình trải nghiệm mỹ phẩm miễn phí ấy. Nghe chuyện miễn phí là thấy thích rồi đấy. Đấy, nói chung là mình rất là thích Revity. Và cảm ơn Revity rất là nhiều đã đồng hành với mình trong video này. Hello mọi người, có thể là mọi người sẽ thắc mắc là mình vừa học cái gì mà mất tận 3 tiếng thì mình xong rồi xem luôn nhá. Thì đây, mình cũng không hiểu tại sao nó mất 3 tiếng nữa mà mình hay nói về cái này đúng không? Thì cái này là gọi là storyboard ý. Thì trước khi mà làm video thì sẽ phải chuẩn bị cái storyboard như thế này. Tại vì đây là tuần thứ 3 của kỳ học ý, nên là mình cũng chỉ đang trong những khâu chuẩn bị thôi. Sẽ là cái phần chuẩn bị của cái video ngắn tầm 30 giây của mình. Thì đây mình sẽ phải vẽ ra. Không cần vẽ đẹp đâu mọi người ạ, chỉ cần vẽ làm nào cho người xem hiểu được rồi. Tại vì cái này nó chỉ là kiểu blending cho video mà, nó đâu phải là thi vẽ gì đâu. Nên là vẽ sao để người ta hiểu được là được rồi. Thì cái video này đại khái mình sẽ làm theo cái sim kiểu dạng chơi game ý. Đấy thì mình sẽ làm và chắc là sau khi mình làm xong mình sẽ up cho mọi người xem nha. Cô còn giao bài tập là làm một logo nữa mọi người ạ. Thì đây là cái logo của mình này. Mình làm để mọi người nhận ra đây là chữ gì không. Thì đây nhá, đây là chữ mây. Thì đây nhá, đây là chữ M này. Đây là chữ E. Đây là chữ Y ngắn. M ơi mây. Thôi mình mong là cô sẽ hiểu đây là chữ mây ấy. Nhưng mà đấy, xong rồi mình làm cái logo xong thì mình phải làm một cái gọi là pattern này. Ôi trời ơi, máy mình còn 5%. Ok, nói nốt đây, làm cái này. Thì sau làm cái này xong thì còn làm một cái nữa. Cái này thực dạng cũng kiểu planning ấy, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mọi người ơi, dạo này mình đang xem cái phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đấy. Eo ơi, lọt hố thực sự luôn ấy mọi người ạ. Đến bây giờ là mình xem tập 18 rồi nhá. Mà kiểu, ôi sao nó đáng yêu thế không biết ý. Nó khiến cho mình thư giãn rất là tốt ý. Kiểu xem xong thấy vui, cười hố hố. Và kiểu hàng xóm nhà mình nhá, mình đảm bảo luôn là cứ khi nào mà nghe thấy mình rú rú rồi hét rồi là biết là cái nhân vật trong phim đang thả thính nhau kiểu thế. Nhưng mà, ôi, lâu lắm rồi mình có cái cảm giác này ý. Mình nhớ là hồi cấp 2, cấp 3 mình rất là thích xem phim kiểu dạng thanh xuân vườn trường Trung Quốc. Và mình đây chính là cái cảm giác mình cảm thấy được ý. Nó kiểu rất là trong sáng, dễ thương, hài hước theo kiểu rất là ngây thơ ý. Eo ơi, dễ thương lắm ý. Thôi mọi người xem đi. Ôi, mà tình cảm gia đình thì cực kỳ hay luôn. Và tình yêu thì cũng rất là... chung là mình chỉ có từ dễ thương thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ trang trí sổ và viết nhật ký. Đây là một cái hoạt động mà không thể thiếu trong những cái buổi tối thư giãn của mình. Bởi vì là nó rất là thư giãn và nó rất là vui. Bình thường ý, khi mình trang trí sổ mình thường là hay nghe podcast này.
nghe sách nói này hoặc là nghe nhạc. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghe podcast. Dạo này thì mình rất là thích podcast của chị Kim, chị Meo Meo Talks. Cái tên podcast ở trên mình nghe trên cái gì nhỉ? Apple Podcast là tên là cái gì? À, những câu chuyện làm ngành, rất là hay, rất là thú vị. Và đó thì mình cứ vừa nghe vừa trang trí sổ này rồi rất là vui, thư giãn, có thời gian suy nghĩ lại về những cái việc mà mình đã làm trong tuần vừa qua và gọi là nhìn lại bản thân một chút xem mình đã học được những cái gì mới này, xem là mình đang có những suy nghĩ gì tại gần đây và mình có những cái dự định gì trong tương lai thì sẽ ghi hết ra. Và mình có làm riêng một cái video khác cho cái trang trí sổ này, mình đã quay lại toàn bộ quá trình trang trí sổ ấy và mình làm riêng và mình cũng tâm sự thêm với mọi người về những cái gì cuộc sống gần đây của mình ấy. Nếu mọi người tò mò muốn biết hơn về con người mình thì có thể xem những cái video kiểu dạng như vậy. Đó, ok. Ngã trong vòng tay duyên.